ba lời khuyên có thể giúp các bạn mới chạy bộ có thể duy trì thói quen này mãi mãi xin chào các bạn tôi là trần xuân sơn hôm nay tôi xin chia sẻ với tất cả các bạn ba bí quyết làm thế nào để anh em có thể duy trì được cái thói quen chạy bộ mãi mãi nhé tôi trước đây trước khi tôi bắt đầu chạy bộ thì tôi cũng giống như tất cả các anh em khác tôi đã có rất nhiều lần mà tôi nhụt trí à, mệt quá không biết mình phải chạy bộ như thế nào mệt quá không biết sáng nay mình có nên dậy để chạy bộ hay không hay là chúng ta tiếp tục nằm vào gối và tiếp tục giấc ngủ của mình nhưng với ba cái bí quyết sau đây thì tôi tin chắc rằng tất cả anh em đang xem video này đặc biệt là các bạn mới bắt đầu chạy bộ thì có thể là duy trì được cái năng lượng làm sao để anh em có thể là duy trì được cái thói quen chạy bộ này mãi mãi anh em nhé cái đầu tiên đó chính là chúng ta cần phải có tư duy chính xác về chạy bộ à tư duy nghĩa là gì tư duy là anh em phải tìm ra cái lý do tại sao mà anh em phải chạy bộ nhé thứ nhất là lý do tại sao thì có một câu rất hay là khi các bạn chuẩn bị uh, từ bỏ một cái uh, hành động nào đó một cái mục tiêu nào đó thì anh em phải nghĩ ngay đến cái lý do tại sao mà anh em uh, bắt đầu cái cái hành trình đó nhé và khi chúng ta tìm được cái lý do đủ lớn thì anh em sẽ có tiếp tục động lực để bắt đầu cái hành trình chạy bộ nhé và cái lý do lớn nhất đó chính là anh em là thứ nhất chạy bộ cho nó khỏe này thứ hai chạy bộ cái mối quan hệ của mình ở xung quanh với bạn bè với gia đình với người thân và đặc biệt cả trong công việc nữa nó cũng thay đổi rất là tốt nhé và tiếp theo cái năng lượng anh em cảm xúc anh em mỗi ngày sẽ trở nên vô cùng tuyệt vời anh em luôn luôn cảm thấy khỏe năng lượng và vô cùng tích cực nhé đó vậy cho nên là cái lý do tại sao anh em chạy bộ là một cái quan trọng nhất mà anh em cần phải viết ra cần phải biết rõ để chúng ta có thể là duy trì được cái thói quen này mãi mãi nhé và đến cái lý do thứ hai đó là À, cái bí quyết thứ hai để chúng ta thể duy trì được cái thói quen chạy bộ này mỗi ngày ấy, đó là anh em hãy tạo cho mình một cộng đồng những anh em cùng chạy bộ với nhau à, ví dụ như là anh em có thể tham gia được những cái cộng đồng chạy bộ có sẵn rồi ví dụ như tôi ở thái bình thì tôi biết ở thái bình có một cộng đồng chạy bộ rất là mạnh đó chính là thái bình runner và khi anh em tham gia những cái cộng đồng như thế này ấy, thì năng lượng luôn luôn tiếp cho mình Ờ, ở gần mình là những người chạy bộ thì ví dụ như là buổi sáng nay thì có mấy anh em của mình chạy bộ thì họ nhắn tin cho mình là hôm nay mày chạy bộ chưa thì hôm nay tao chạy bộ quãng đường như thế này như thế kia và khi chúng ta ở gần mực thì chúng ta đen ở gần đèn chúng ta sáng đúng không? thế nên là nếu mà anh em xung quanh mình chạy bộ thì tự nhiên là à hôm nay mình cũng phải chạy bộ thôi không là mình lại thế nhục với chúng nó và cho nên là cái nhóm bạn tốt ở trong tam bảo cũng rất là quan trọng để chúng ta có thể duy trì được một thói quen nào đó anh em nhé cho nên là hãy tìm đến một cộng cộng đồng chạy bộ giống mình để mình có thể duy trì được cái thói quen này và cái lý do thứ ba đó chính là một cái bí quyết thứ ba để anh em có thể duy trì được cái thói quen tuyệt vời chạy bộ này mỗi ngày đó chính là anh em hãy đăng ký cho mình vào các giải marathon anh em nhé khi chúng ta đăng ký vào giải thì chắc chắn là à đăng ký rồi thứ nhất là mất tiền rồi thứ hai là nói với anh em rồi nói với gia đình rồi là trong tháng tới trong hai tháng tới mình sẽ tham gia giải chạy bộ marathon ở chỗ này ở chỗ kia và nếu như mình không tham gia thì nó thực sự là rất là nhục à, cái đầu tiên là mình mất tiền đăng ký này cái thứ hai là mình không tham gia thì mình rất là nhục với mọi người vậy cho nên là chúng ta cần phải xếp phải uh, nỗ lực chạy bộ tập luyện mỗi ngày để chúng ta có thể là uh, hoàn thành cái giải marathon đó để có huy chương và nếu hãy tưởng tượng nếu như mà anh em tham gia một giải marathon mà anh em không có huy chương trên cổ thì nó nhục cỡ nào đúng không ạ tất cả anh em tham gia mọi người về đích và có huy chương trên cổ mà mình về không đúng giờ mà lại không huy chương thì nó rất là nhục anh em ạ. Vậy chơi là khi đăng ký tham gia giải marathon thì tự động anh em sẽ chạy bộ mỗi ngày để rèn luyện là làm sao để cho cái thành tích của mình càng ngày càng tốt hơn, cái quãng đường của mình chạy nhanh hơn và dài hơn mỗi ngày. thì uh, hôm nay mình đã chia sẻ với anh em ba cái uh, cái lý do cái bí quyết làm cách nào để anh em có thể duy trì được cái thói quen chạy bộ mỗi ngày nhá và hiện tại mình đang có ba thói quen đó và mình tin chắc rằng nếu mà anh em cũng rèn luyện được ba cái thói quen này thì tốt nhất anh em hãy ghi ra đi ghi ra ba cái gạch đầu dòng thôi thì anh em dán vào một góc tường nào đó và tốt nhất là anh em hãy dán lên đầu giường cho anh em đang ngủ ấy nhá thì mỗi sáng nó đập vào mắt mình cái là a à, mình phải chạy bộ a à, mình phải xỏ giày vào thôi thì uh, tôi tin chắc rằng anh em sẽ có thói quen rất là tốt này nhá Và mình xin nhắc lại cái Thứ nhất là anh em phải tìm ra, phải ghi ra cái lý do tại sao mà mình đã chạy bộ Thứ hai, hãy tham gia các cộng đồng, các nhóm chạy bộ Cùng các anh em vô cùng tích cực với nhau Và cái thứ ba, hãy luôn luôn đăng ký cho mình các giải marathon Trong thời gian tới, một tháng tới, hai tháng tới hoặc ba tháng tới Để duy trì cái lửa của mình, mình sẽ phải tập luyện hàng ngày uh, Và mình tin chắc rằng với ba bí quyết này Anh em sẽ duy trì được cái thói quen chạy bộ tuyệt vời này mỗi ngày nhé và một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video này cùng với Trần Xuân Sơn, Sơn và uh, mình mong rằng anh em đã nhận được một cái kiến thức một cái tư duy nào đó ở trong đây và mình chúc cho tất cả anh em mình sẽ duy trì thói quen tuyệt vời này mỗi ngày nhé mà nếu các anh em muốn duy trì cùng tôi uh, vào cộng đồng của tôi thì hãy comment xuống bên dưới và chúng ta sẽ chạy bộ cùng nhau nhé và xin chào hẹn gặp lại tất cả các anh em trong các video tiếp theo cùng với Trần Xuân Sơn, Sơn nhé xin chào